Dìa yeah, dìa yeah. và chào mừng anh em lại quay trở lại với Mèo Máy Championship Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trận đấu hết sức căng thẳng Cũng như là quan trọng ở trong cái giải đấu lần này Đó chính là trận đấu kèo đấu giữa The Only King đối đầu với SG Cả hai đội chơi đều đã xuất sắc có mặt ở trên nhánh thắng của chúng ta Vào trận đấu loại cuối cùng để chọn ra cái tên bước vào vòng chung kết ở nhánh thắng này người đội chơi có cho mình kết quả thua cuộc thì vẫn sẽ có cơ hội ở phía dưới nhánh thua thêm một lần nữa để họ có thể uh, quay trở lại với giải đấu và buổi livestream của chúng ta sẽ được delay tầm khoảng 2 phút vì vậy nên uh, anh em có thể uh, quan tâm theo dõi comment like ủng hộ các thứ nhưng mà sẽ chậm hơn với thời gian thực 2 phút nha cả nhà và hiện tại thì giải đấu lần này đang được phát trực tiếp ở trên hai kênh ở uh, kênh đầu tiên thì đó là team của team mèo máy uh, và kênh phát phụ thì là kênh c shot hy vọng rằng anh em có thể ủng hộ cả cả hai kênh bằng cách nhấn like cũng như là follow cả hai kênh rất là tuyệt vời nếu như được anh em ủng hộ quay trở lại với ngày hôm nay trận đấu được mong chờ the only king đối đầu với sg um, tới từ um, khu vực châu Âu. Đây là một giải đấu tới từ khu vực châu Âu ở trong khuôn khổ giải đấu mèo máy Championship mấy hôm không cast bắt đầu là hơi có sự lúng túng rồi. Giải đấu mèo máy Championship được tổ chức và thực hiện bởi team mèo máy dưới sự tài trợ của Đạt Trần cùng với người anh gà béo để chúng ta có cái giải đấu ngày hôm nay. Giải đấu của chúng ta được tổ chức xuyên suốt từ tháng 3 cho đến giữa tháng 4 và rất nhanh thôi thì chúng ta sẽ có cái màn À, kết thúc của cái giải đấu lần này khi mà cũng chỉ còn đó là tôi nhớ không nhầm sẽ là năm hoặc bốn hoặc năm buổi đánh gì nữa thôi và ngày hôm nay thì sẽ là cái tên đầu tiên góp vào vào chung kết luôn đồng nghĩa với việc là chắc suất là có th có thưởng chắc chắn là như vậy chắc suất là có thưởng luôn ở cái kèo đấu ngày hôm nay tuy nhiên thì đội chơi um, tù xuống nhánh thua thì họ vẫn còn đó là một cơ hội nữa và tu xuống nhánh thua thì hình như là vẫn chắc suất là có thưởng thế nên là hai đội chơi này đã xuất sắc có cho mình một cái sở lốt có thưởng ở trong cái giải đấu này rồi chỉ xem là họ sẽ xếp thứ hạng bao nhiêu ở trong giải đấu chúng ta mà thôi và giờ Only King ngày hôm nay thì họ sẽ có một số những cái sự thay đổi à, về tên đó là MC Key thì bây giờ đổi tên thành Monster Only King và có một chút gì đó à, Thay đổi thì phải, tới từ người chơi dự bị họ sẽ được tung vào sân, không rõ là ai. Nhưng ở bên phía SG thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy những cái tên quen thuộc thôi anh em ạ. Những cái tên rất là quen thuộc ở bên phía SG. Để chờ xem nào. Um, thực ra mà nói thì ở trong vòng, từ vòng loại đến với vòng playoff và đến tính đến trận đấu hiện tại thì the only king họ đang cho thấy một cái gương mặt là họ trôn cũng giỏi họ bán rất tốt tuy nhiên họ comeback cũng rất là kinh và cái minh chứng rõ ràng nhất đó là chiến thắng bất ngờ trước m đáp khi mà em hiếu đã được cắt kéo cực kỳ kinh khủng và ngày hôm đó thì họ đã có một cái màn thể hiện sáng chói để tiễn m đáp xuống dưới nhánh thua tuy nhiên thì mờ đắp vẫn đang còn rất là nhiều cơ hội để tiếp tục bước vào vòng trong nữa vì vậy họ vẫn chưa cùng đường ở trong cái uh, giải giải đấu lần này hoặc nếu như ngày hôm nay mà SG không thể ngáng chân các thành viên của team The Only King thì SG sẽ phải đụng độ với những người anh em của mình mở đáp ở phía dưới của bảng xếp hạng à, không phải của bảng đấu chúng ta bảng thụ ở phía nhánh thua Thôi tôi chết rồi hôm nay tôi đang uống hơi nhiều paradon nên lên giờ đầu óc quay cuồng rồi trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi rồi anh em ạ không sao đôi bên đều đã có mặt gần đủ rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi người chơi cuối cùng ở bên phía sg để bắt đầu kéo đấu bo 3 này thôi một kéo đấu rất căng thẳng để chọn ra à, đội chơi sẽ góp mặt ở trong vòng chung kết và tại sao hải đăng lại còn đang ở ừ, hải đăng có phải team the only king không nhỉ ờ ừ. ông hải đăng này ông ở trong team team nào ấy ta hình như là ở trong the only king chứ nhỉ thế đéo là lại mắt match matching rồi nhỉ không ông này ông ở trong team nào ấy tôi quên mất rồi. đúng không ta không ông hải đăng là ông ở cái team nào thật sự hôm nay uống thuốc nhiều quá lú rồi anh em ạ Nhưng mà không sao quay trở lại với cái kèo đấu này đi thì chúng ta sẽ có cua Hải dỗi này shy can fly em hiếu thì vẫn là một cái tên quen thuộc thôi à, người chơi đường giữa bạn minh an Ni người chơi đã sở hữu con ani rất kinh khủng à, từ những cái ngày đầu tiên mà cái tựa game này được ra thì mình đã đánh ani rất là tởm rồi tôi là người được chơi cùng mình ở trong những kèo đấu đấy còn phacetamin thì người chơi đi rừng này tôi đánh giá rất là cao khi anh chàng này sở hữu những cái vị thướng uh, thuận tay và nếu như không cấm nhon thì chắc chắn là phacetamin sẽ pick đấy cứ lại phía bên kia thì sg à, người chơi hỗ trợ đó là not Potato. FF in setting hình như là ông này đi đường giữa còn PSY thì sẽ là người chơi đi đường trên. FF in setting thì chưa biết là người chơi đường đi đường nào, tôi quên mất mẹ rồi anh em ạ. ở đây chỉ nhớ không được tốt cho lắm, tôi chỉ nhớ nữa bên uh, The Only King nhiều thôi tại vì là um, tôi chơi với người uh, bên The Only King trước kia thì chơi khá khá nhưng hiện giờ thì không hiện giờ thì tôi uh, từ bỏ cái game này rồi nên là cũng không chơi nữa. Uh, đang chờ hai người chơi cuối cùng còn lại của The Only King uh, anh em uh, của bên SG nha anh em. Và cái livestream đã được uh, phát song song ở trên hai page đó là page seasort của mình cùng với page tim um, mèo máy vì vậy anh em nào mà ủng hộ thì có thể để lại một like cũng như là comment. thật sự rất là lâu rồi mình mới phát lại ở trên cái king của mình ờ uh, kinh ấy thì nó vẫn sống vẫn xanh vẫn uh, tuyệt vời để hoạt động nhưng mà mình lại hơi lười để dùng cũng như là hoạt động cái gì trên đấy hoặc bây, bây giờ bảo là mình livestream thì cũng nói chung là không ai xem, thế nên là thôi thì chúng ta biết người biết ta thì không sờ chim nữa. Đây stream không ai xem thì nhục lắm. Đây rồi, chúng ta đã thấy những cánh tay ở trên kênh chat, à, the only king cố lên. Còn à, những cánh tay của SG đâu nhỉ? Uh, The Only King họ luôn có một cái lượng uh, anh em ủng hộ rất là đông ở trong những cái trận đấu của mình ở trên những buổi uh, phát trực tiếp như thế này và chúng ta luôn nhìn thấy những cánh tay của The Only King với ra gào thét trong sung sướng khi mà lật kèo hay là họ có một game đấu chiến thắng Invite you to a rank match ở còn lại bố bố lào định lại là có bây giờ lại còn mời chơi đánh nữa thì tôi thì tôi cũng muốn chơi đấy nhưng mà phải cast anh em ạ Hôm nay thì cũng hơi uh, Hơi lười uh, Dạo này hơi lười Thật ra tôi không động vào game một tí nào luôn Mấy ngày hôm nay bất kỳ những tựa game nào tôi thích Anh em ạ Giống mấy hôm trước thì có tải được uh, Dragon Ball Xong rồi uh, một số những cái game Theo kiểu là chơi hơi tự kỷ một mình Nhưng mà đang bị uh, đau đầu đau mắt Thế nên là không thể chơi được Mấy ngày hôm nay đâu Hôm nay tôi mới đi được mu mua được Paradon Để tôi uh, Ừ, uống vào cho đỡ PSY top là đúng rồi Cái gì nữa Người ta có phải Người, người ta đâu có nói là không phải là top đâu ừ, Nói đúng mà Và cuối cùng thì uh, có 10 người yêu cũng đã có mặt rồi Nào chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi Tín hiệu bắt đầu tới ban tổ chức đi Sẽ là cặp đấu Bên trái màn hình là các thành viên của team SG Bên phải sẽ là The Only King Cặp đấu bo 3 này sẽ đưa cho họ Một tấm vé vào vòng chung kết Hoặc là cúc lương xuống dưới nhánh thua để còn một cơ hội nữa gửi link bên si à thôi sao bên đến làm gì em ngồi bên bề... anh em nào ở bên kinh này thì cứ cứ ngồi bên này đi còn bên kinh của anh thì uh, cứ có ai vào thì vào không vào thì thôi và chúng ta hãy cùng nhau đến với những lượt ban pick đầu tiên đi nào không cục rồi tự nhiên uh, ban tổ chức lại uh, có tín hiệu là hủy tôi đang chờ chúng ta có một cái à uh, thôi được rồi tôi sẽ tạo một cái pu cho anh em nhá tôi sẽ ờ uh, uh, từ từ tôi sẽ trong phút chờ đợi tôi sẽ tạo ra một cái vote cho anh em vote ở trên kênh nha ai tìm nào đây rồi tôi có một cái pu luôn tạo ra cho anh em trên kênh để chúng ta có thể uh, nào uh, Active pool lên rồi trên màn hình anh em đã thấy thì chúng ta đã có một cái pool được hiển thị và anh em trên kênh hoàn toàn có thể bình chọn để cho cái đội chơi yêu thích của mình uh, tôi hy vọng rằng kết quả của cái pool này thì uh, nó sẽ mang lại cho chúng ta những điều bất ngờ vào đây rồi sau những tín hiệu uh, Delay tới từ em đẹp thì chúng ta đến ngay với kèo bàn pick và SG sẽ có mặt ở bên phía cánh trái của màn hình. Cánh phải đội đỏ sẽ là The Only King. Lượt ban cũng như lượt pick đầu tiên thuộc về SG để xem rằng họ có nhắm vào con Annie của bạn mình hay họ sẽ nhắm vào một con bài khác đây. Đây rồi nhắm luôn ạ. À. Như những gì tôi nói thì nếu như không cấm ăn Annie của mình thì không khác gì là đưa cho mình một khẩu AK cả một khẩu bazooka thì chính xác hơn sâu sát thương cực nhanh và với việc là con bò được cấm đi thì cặp đôi đường dưới các ma cũng như là alista sẽ không còn nữa gwen trong tay em hiếu thì cũng đã bị bế đi rồi không cấm con này thì sẽ cúc lắm anh em ơi còn galio thì chắc chắn khi mà sr cũng sử dụng thành thạo cái vị tướng này và với việc là đây là một con hàng chống chịu ổn sát thương nhanh sát thương sát thương đảm bảo và mang cho mình một cái cú chiều cuối ấy, gần như là nửa bản đồ thì nó đang quá op đi rồi thịnh hoàng sang hẳn bên kinh si sót gáy luôn rất tuyệt vời và gu công cũng đã tước đi rồi gu công trong tay của các thành viên team the only king tôi chưa có quá nhiều ấn tượng tuy nhiên thì đó là một vị tướng đi rừng rất mạnh với hiệu ứng khống chế của mình vì vậy tốt nhất là bế đi cho nó tốt dù sao thì họ chưa hình như là SG không có ý định là pick cho mình vị tướng dừng đầu tiên đâu với Yon với việc đang được đề hở ra thì, thì giờ kinh không thể để cho nó được trào vào tay của các thành viên Team SG được họ rất muốn xài con hàng Yon này nhưng mà SG có vẻ như là với lượt first pick của mình thì con Yon này là một cái mục tiêu nếu như mà không bị bàn thì chắc chắn họ pick đấy nhưng lựa chọn của họ thì bây giờ um, Sena sẽ được uh, lựa chọn đầu tiên Anh em trên kênh có thể uh, vote đi nha Vote đi, ai đoán đúng thì sẽ được uh, phần quà tới từ ban tổ chức Và vâng, úi ơi, 6 người vào vote mẹ rồi only kênh rồi Quay trở lại với lượt ban pick của chúng ta thì set đã được lựa chọn Ngẫm nghĩ rất lâu Tuy nhiên thì dây si hưng đang được sách ra ở trong kèo đấu này Và khả năng cao đây sẽ là con chase đi rừng nếu như không phải thì có thể là một con chase đường giữa Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ đánh chase đường giữa đâu xét đường trên và dây đi rừng cặp đôi đường trên và đi rừng đã có và nó lại hở ra con cá sấu một con bài cũng khá là op ở trong khoảng thời gian gần đây một con cá sấu đã có trong đội hình của sg nó sẽ mang lại rất nhiều khả năng băng bổ và sát thương ở giai đoạn đầu và giữa trận đấu con cocky này cũng đã được lộ ra rồi thật ra thì sg là một đội chơi họ khá thích sử dụng con cocky này ở trong những kèo đấu đường giữa hay thậm chí là đường dưới vì vậy nên cặp bài Cocky và Sena có thể diễn ra ở trong cái game đấu này. Còn ngược lại thì sao ạ? Sau khi pick xong hai kèo đường trên cũng như là đi rừng thì đang nhá vào và lock luôn con Ezreal cho nó bó, bó cẩn. Đánh cặp với Cocky là một con Ezreal. Nói về khả năng tăng tiến sức mạnh về giai đoạn ở giữa và về sau game thì Ezreal với Cocky tôi nghĩ là cũng vậy vậy. Tuy nhiên nếu như Koki mà lên cho mình lối trang bị uh, trí chí mạng thì bắn rất là đau và Ariel thì cũng phải cần một khoảng thời gian để tích cái nước mắt của mình kỳ thì sẽ có nhiều những cái lối sẽ lên trang bị hơn Và Zoe cũng đã được cấm đi rồi Thấy đối phương có khả năng là sẽ sử dụng một vị tướng đường giữa đấy Là cũng như là con Zoe vậy Vì vậy nên là họ cấm đi cũng đúng thôi Cái khả năng uh, làm, ngủ và sâu sát thương Zoe là quá có mạnh Và chúng ta đã chứng kiến được một người chơi Zoe kinh khủng ở trong uh, vòng À, trước rồi đó là Bực Thầy Du Ngủ A chốc cùng với Diana à. Lượt cấm cuối cùng sẽ là ai đây ạ Ai sẽ là người chơi bị cấm À không Ai sẽ là vị tướng bị cấm đi đây Thật <laughs> Lâu ngày không gặp Ok em nhé Thực sự cũng rất là lâu không gặp luôn Còn bây giờ thì quay trở lại Đang rất suy nghĩ Nhưng đó là con hàng Ak Akali à Hmm, Akali đường giữa không phải là không thể Tuy nhiên thì Trong kèo đấu ấy tôi nghĩ là mình sẽ không pick cho mình Con Akali đâu Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem Vị tướng đường giữa sẽ là con hàng nào đây Hay sẽ là Ui, lóc thẳng Kassadin Ai chà chà Con Kassadin này sẽ rất khó đánh Nếu như bị ganh Và bị quan tâm khoảng thời gian đầu game Nhiều Thực sự là như vậy để cho Kassadin được chơi game chúng ta phải chờ rất lâu và thậm chí là chúng ta phải chờ tận sang lúc mà nó có trang bị thứ ba cơ chứ con Kassadin này hai trang bị thì vẫn chưa thấy ổn lắm ở bế phía bên kia đáp trả vào một con nasus khả năng cao đây là con nasus đường giữa và nó sẽ là lên theo hướng phép thuật anh em ạ tại sao lại không pick một kèo hơn nhỉ và kha là lựa chọn tới từ bên phía của sg kha muốn con kha muốn nhảy vào đầu đây và đó là Lee xin đi rừng ok cái quái gì vậy? Cái đội hình này là set hỗ trợ Lee Sin đi rừng, Chase đường trên và Kasadin đường giữa Rất bất ngờ với lượt lựa chọn cuối cùng của The Only King Họ đã có sự chuẩn bị trong cái bài Cái kèo đấu này một con xét Nếu như cá sấu lao vào với cú cắt và sát của mình Set chỉ việc ôm đầu cá sấu về là được Lựa chọn đúng đắn thôi à, Ngược lại lên phía SG đi Thì Nasus đường giữa có lên theo thường hướng sát thuật hay không Tại sao họ có rất nhiều kèo hơn ở trong cái kèo đấu này mà đánh đối đầu với casadin sẽ có rất nhiều những vị tướng ở giai đoạn đầu tiên đi đọt nếu như mà có một cái sải tay dài thậm chí là nếu như mà đó là một con um, ai đi cũng được anh em ạ casadin đầu game rất yếu và kể cả khi có cú chiêu cuối thì casadin vẫn chưa đủ mạnh phải có thêm khá khá lựa trang bị nhưng mà không họ đang muốn pick một cái kèo hoặc là họ có thể đẩy uh, con cá sấu này ra đường giữa nha anh em chưa biết được nha À, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với trận đấu đầu tiên Vâng, chúng ta đang trên màn hình đang có tỷ lệ đó là 10 người vote cho The Only King Chỉ có 3 dành cho SG mà thôi Đã Hãy cùng nhau chờ xem nào Liệu rằng 10 người này có đúng hay là con số ít sẽ là cái Ờ um... mẹ mày vậy là Hiếu cầm xét à? Oh shit Ồ, thế là mẹ mày support là ai vậy? Đừng bảo là em Hiếu đi support nha Thế này là cảm giác nó hơi bị ba <laughs> chấm một tí mà tôi 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 thực sự là tôi tôi không nghĩ ra một cái vị tướng nào xin lỗi anh em thì vừa rồi tôi lại tôi, tôi 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 đang định nói dở đến tôi, cái tôi. việc là trên màn hình vote của chúng ta đang có 11 người rồi bây giờ tôi muốn quay trở lại cái việc xếp sắp xếp đã anh em ơi em sao cái kèo đấu ấy, bắt đầu tôi cảm thấy là hơi bị đau não rồi có đúng là em hiếu rồi mẹ mẹ em hiếu support rồi và shy can fly sẽ là người chơi đi đường trên nhường lại cái khu vực đường quen thuộc của mình có muốn có một tình huống muốn bắt bớ ở đầu game ở đây tới từ cái viên tìm sg nhưng kasadin đang di chuyển có thể nói được rằng là khá cẩn trọng và họ đã đẩy thẳng cặp đôi đường dưới của mình ra khu vực đường giữa để đi kasadin luôn như vậy thì nasa sẽ rất khó để có những ngày tháng êm đẹp ở đây với những cấp độ đầu tiên ui đấm cực đau tới từ set nhưng ngược lại ở khu vực đường giữa thì Kasadin cũng chẳng mấy dễ dàng hơn là bao nhiêu hai bên đang chủ động đổi kèo họ đã không muốn một con Kassadin xa xa này xanh từ quá sớm họ tha rằng để một con hạ sớt thọt chứ không để cho Kassadin xa xanh sớm tới bên phiếu sg một sự lựa chọn mang tự tính chiến thuật vào khu vực đường trên solo kill thì tôi vừa kịp hai nhìn thấy hai người chơi này ờ, chấm báo xong thì họ đã nằm xuống ngay những cấp độ đầu tiên rồi một tình huống đổi ờ, cái mạng hạ gục nhưng chiến công đầu thuộc về ai thì tôi lại đéo nhớ rồi rất xin lỗi anh em anh em tự theo dõi nhé Xin lỗi mọi người rất là nhiều Còn bây giờ thì sao đây Với việc là xét úi có mặt rất sâu ở trong khu vực rừng Nhìn thấy nát potato Những cú đấm nhưng bị trói chân lại Thì bây giờ em hiếu trời hơi dại rồi nha Một cú lão hóa Và sau đó thì thả cái bãi lầy của mình ra Cấu đi khá khá Lượng máu tới đức hiếu Chỉ là áp lực ở giai đoạn đầu tiên dành cho Koki một chút mà thôi Cũng sẽ Um, đổi lại cái lượng kinh nghiệm dành cho Corki Nhưng mà không sao, ép được um, khá, con Kassadin này càng càng lâu thì càng tốt Tuy nhiên thì bú cho nó vài mạng hạ gục thì cũng rất là khó nha Bây giờ thì cá sấu sẽ khởi động cái con cua này trước Dành cho Kha'Zix một lối đi rừng cực kỳ tiết kiệm thời gian Khi một khu vực đường trên thì cá, um, cá sấu đã chịu uh, bỏ đi một vài con lính Có thể là con xe này Ui, mất con xe là cực kỳ thọt nha Mất con xe lại sẽ khá thọt với lượng tiền Ôi oh, vẫn có Vẫn có con xe khi đó là cắt vào sát lên Xử lý cực khéo tới từ TSOI Tôi ngỡ rằng là sẽ Cũng có một tí chênh lệch đấy nhưng không Con xe vừa rồi quá tuyệt vời cầu sấm qua cổng gia tốc Chúng ở cái khoảng cách đấy thì Không thể nào trượt được cái lượng sát thương của Shy Can Fly thì bây giờ sẽ chưa phải là quá lớn đâu và ui bằng thẳng vào trụ của đối phương để ăn cái hạt hồi phục và sau đó thì cũng cũng chỉ là một tình huống đi đọt đối phương không cho đối phương ăn hạt hồi phục mà thôi Chase cấp độ 5 sẽ không ngon bằng một cá sấu cấp độ 5 Vì vậy nên Chase cứ nghĩ rằng đẩy nốt cái 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 1 đến 2 round nữa và về được rồi có khu vực đường dưới Thì có một tình huống bằng trụ tới từ vị trí hỗ trợ của con bài xét này Hôm nay lừa cam nó cảm giác hơi bị chậm tay rất xin lỗi anh em Khu vực đường trên pha di chuyển qua Có tầm nhìn vì vậy không sao cả Còn không biết được rằng với con Kassadin này thì thì bao giờ Minh mới được chơi đây còn đúng như những gì tôi đã nói thì cấp độ 5 có thì cá sấu sẽ bật thân cá sấu và lao lên. Tạo tiền đề nhưng mà Lee Sin có mặt ở đây rồi. Gây ra khá nhiều sát thương nộ lòng cước. Ui cú tốc biến vừa rồi hơi nhà quê một tí. Hơi người nhà quê. Nhưng Kha Xích vẫn phải nằm xuống sát thương cuối cùng tới từ cái thiêu đốt của con Chase. Một tình huống dứt điểm bằng cái thiêu đốt cực ngon Còn ở khu vực đường dưới thì bây giờ Ui cái con cái con Nasus này đang sống những ngày tháng cực kỳ thống khổ khi mà cái giáp trụ sẽ được cấu đi nhanh thôi Còn đây tiếp tục là đánh nhau khu vực đường trên lại là đổi mạng tới từ cặp đôi uh, đường Baron Tuy nhiên thì chúng ta quay trở lại khu vực đường dưới đánh nhau nổ ra khắp mọi nơi trên bản đồ đấm không đủ xa thường Kể cả cái cú thiếu đốt đó cũng là chưa đủ Đen thay thì Anvil chưa hồi lại cái cú cung ánh sáng của mình Có kịp hồi hay không đây Rất lâu nữa mới hồi, rất lâu nữa mới hồi Vì vậy nên giữ được cái con sớt lại ở lại một lúc nữa thì có chăng là sẽ có cú chiều cuối có mạng nha anh em những cái lớp stack trụ sẽ bị cấu đi rất nhanh thôi tàn phá hủy diệt trên người của đức hiếu kha dích đang muốn có mạng ở đây Ezreal đã có chiều cuối rồi lùi lại và bắn sẽ là tuyệt vời này bắn không không bắn quyết định là không bắn ở cái giờ phút này hay là nghĩ là cái 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 lượng cái lượng máu như vậy sẽ không đủ nhỉ ở à, khu vực đường trên cái, cái kèo đấu này thì gần như là sẽ là ăn thịt liên tục khi mà cứ có chiều thì sẽ lao ra vừa rồi cú bổ của Shai Fly đã trượt rồi Tuy nhiên sát thương dưới sạng pháo thì đang là khá đau và bắn cực đầu vào người của PSY Một tiếng chảy lỗi thôi PSY đã mất đi cái lượng máu để có thể tự vệ May mắn là hạt hồi phục vừa hồi sinh Ui cầu sấm qua cổng gia tốc cực đau Tuy nhiên thì sẽ uh, không có đe dọa nữa ở trong khoảng thời gian sắp tới không Lao thẳng vào, thân ca dấu được bật nhưng đẩy ra cực nhanh tướng đẩy cần thiết tới từ Shai Can't Fly và hết mana rồi thì đi về thôi những đây sẽ là khoảng thời gian con rồng và con dứt giả cá nước có mặt ở trên bản đồ này cú cung ánh sáng này sẽ không trúng một cú cung ánh sáng cầu mày tuy nhiên đối phương đã biến về rồi còn con Kasadi này thì lại đang có những ngày tháng rất tươi đẹp nhỉ nó đang được farm nó không bị uh, ép quá nhiều thực sự là như vậy và bây giờ thì sẽ là ăn rồng trước tới từ bên phía của The Only King Họ sẽ chủ động đổi mục tiêu Nhưng đang ăn rồng rất nhanh Họ có thể can thiệp vào cái con sứ giả khe nước này nếu muốn khi mà bao ở đây Còn đang cực kỳ yếu máu Có ba người chơi có mặt Nhưng với việc là Chase đã bách về rồi Thì con sứ giả khe nước này sẽ nhường lại mà thôi Nhưng bây giờ họ đang muốn Họ đang muốn chó cùng rứt dậu cùng với một con nà ở khu vực đường dưới Đánh cực đúng bài cực đúng bài khi mà đã có một tình huống ra khu vực đường giữa tới SG họ thấy đối phương quá đông người ở khu vực đường dưới và trụ đầu tiên dành cho các thành viên của SG chứ không phải là rồi kinh Jayce đang quá tự tin vào bản thân của mình sát thương đủ ư ừ. đó là sát thương đủ tới từ Jayce với cú thiểu đốt và vẫn đổi mạng cái tình huống vừa rồi sai can fly một người chơi thay thế vào vị trí của em hiếu nhưng lại đang tỏ ra cái sự hồ báo, hồ báo có thừa tuy nhiên thì họ đang có một cú đổi không mấy thơm khi mà cái trụ đường trên này chưa phải nằm xuống nhưng nó sẽ nằm thôi ơ kìa, ơ kìa cố à và đó là mất cắt và sát rồi xét lao lên ở trong khoảng thời điểm này thì cũng không để làm gì cả cái đây chỉ là một con xét hỗ trợ thôi mặc dù là như vậy nhưng lượng tiền nó là khá là ổn nhá đang có những chênh lịch uh, một chút về tiền dành cho bên phía của the only king những cái điều quan trọng chúng ta đang cần nói đến là cái con casadin này nó vẫn đang quá ổn đi một ca tiền tranh lệch với Kassadin sẽ không là gì cái trụ đầu tiên khu vực giữa chẳng qua là cũng chỉ mất đi cái khoảng cách để cho Kassadin được chơi thôi chứ còn tầm này Kassadin có chiều cuối thì hơi bắt khó bắt vào con Kassadin này hiếu đang rất cố gắng để có thể đi kiếm tầm nhìn nhưng cú kiếm này của của em hiếu có vẻ như là hơi dài mất cả tốc biến và đối phương cũng phải đầu tư khá nhiều tuy nhiên đó là một mạng hạ gục và nó sẽ giúp cho cái lượng tài chính cân bằng lại một phần nào đấy một phần nào đấy kéo lại game đấu này tuy nhiên thì cá sấu mất mẹ ở chiều cuối rồi Chúng ta nhìn thấy một con cá sấu không có chiều cuối Nếu như để mà solo kill với Chase bây giờ thì hơi khó Cầu sấm qua cổng ra tốt Tốt và con Chase sẽ đang có trên mình một cái búa tiến công Cá sấu thì lại cái gì đen và sẽ là lên cho mình mối gương của vị vua vô danh Vâng, va vào nhau ngay Tầm này dây sẽ không ngại đâu Nhưng mà cá sấu chưa hồi lại cho mình cú chiều cuối Thực sự là như thế một khoảng thời gian có thể nói được rằng là cực kỳ nhanh khi mà hai đội tuyển chủ động va vào nhau và khu vực đường trên này thì với việc là Sena đã di chuyển lên rồi sẽ không có đánh nhau nữa tuy nhiên khu vực đường giữa thì sao đây đang muốn lấy lại một chút gì đó cái chút đầu tiên khu vực đường giữa sẽ là một cái món quà tuyệt vời dành cho Ezreal cùng với Lee Sin điểm qua thì có 10 người yêu con Kha'Zix này đang sở hữu cho mình hai KDA hai hai mạng hạ gục thì chính xác hơn tuy nhiên thì tôi đang cần có thêm tình huống đi ganh nữa của có 10 người yêu trong giai đoạn này khu vực đường trên lại tiếp tục vào vào nhau cú gạt về tuy nhiên thì nó lại không phải là quá đẹp và có thân cá sấu thì con cá sấu này nó sẽ mạnh hơn chay rất nhiều chỉ khi và chỉ khi có thân cá sấu còn nếu mà không thì cũng hơi khó à, vừa rồi thì chay dường như không tham mình được cú chiều cuối của Violet và đã phải nằm xuống rồi vẫn đang là một kèo có thể nói được rằng là không ngại va chạm tới từ người hai hai người chơi đường trên tới cả hai bên và Ezreal di chuyển cực hay kiệt sức tầm này thậm chí là Ezreal có thể bắn được nhưng không Kha'Zix dịch tới sát thương khổng lồ không kịp hộ thể tới từ Lee Sin để tạo ra bất kỳ một lượng giáp nào cả vẫn Kha này đang làm đúng chất tướng của mình ở giai đoạn giữa game và bây giờ thì chói chân thành công ép đối phương mất đi cú tốc biến tới từ C này tôi thế thì cũng là đủ rồi nhưng trong khoảng thời gian vừa rồi thì SG đang có tín hiệu là quay trở lại với game đấu này cực kỳ mạnh mẽ và đặc biệt là vị trí khả dịch Còn bài này nếu như được chơi thì nó sẽ có thể one shot Ezreal hay là bất kỳ một player nào nếu như nó quá mạnh thì con Nasus ở đây với việc lên phép lên theo cái trang bị là chống chịu và kiểu này thì tôi vang con Nasus này nó cũng hơi bị uh, vô thưởng vô phạt thực sự là như thế. Có chăng là ngăn Cản cái việc tích stack của Nasus này thôi Còn bây giờ thì chúng ta sẽ có con sứ giả khay nước Nào Lee Sin đã có mặt ở trên này rồi Rất đúng thời điểm của khu vực đường giữa thì sao đây ạ Ezreal với việc đã có cho mình cái thần kiếm Thì um, những cú um, Những cú bắn của Ezreal sẽ trở nên đau đớn hơn rất nhiều Cá sấu đang muốn có một tình huống câu Để con sứ giả khay nước này Chui ra nhưng ăn là khá nhanh từ nhiên bật thần cá sấu Xét ôm đầu cá sấu về đúng kịch bản những gì tôi đã nói những Ezreal với cú cung ánh sáng của mình đã có cho mình con sứ giả khe nứt tuy nhiên mạng hạ gục liên tục dành cho các thành viên của team SG với việc họ đang không có con bài Jace một con bài đóng góp sát thương có thể nói được rằng là um, lớn nhất trong thời điểm hiện tại ở trong những tình huống giao tranh tổng thì đang khiến cho đội hình của The Only King tàn vỡ và tiếp tục là mạng hạ gục dành cho Kha anh chàng này đã có 8 k tiền rồi Chase với việc lề cho mình mua tiến công thì bây giờ Chase sẽ chơi game tự kỷ jay sẽ chơi game tự kỷ thay vì những tình huống đi cùng với những đồng đội của mình với việc jay cũng đã khá mạnh rồi khá xanh thì jay sẽ được cắt cử đi đẩy lẻ là đúng thôi tuy nhiên với việc như vậy thì đội hình của các thành viên team the only king là cực kỳ thiếu sát thương trong khoảng thời gian này khi mà cái con bài casadin này còn chưa mạnh nổi và Ezreal thì cũng cần thêm lựa trang bị và tôi nghĩ rằng họ sẽ, sẽ bỏ con rồng này nhưng không vẫn muốn lao vào đang đánh rất thiếu kiểm soát tới từ the only king và đức hiếu đã mất cho mình cú tốc biến khá nhiều thứ để có thể bỏ chạy Lee Sin không nên vào tình huống này Kassadin Chiều cuối vào sát thương gây ra vẫn chưa đủ cú ánh sáng tung ra Chưa vai phải nằm xuống cả con rồng đã có cho Kha'Zix bây giờ đánh ngược trở ra Ezreal e qua tường Ui xong rồi Một cú e có thể là chấm hết tình cho Ezreal nhưng không Ezreal vẫn sống còn lại thì ba thành viên của Zone King nằm xuống mà thôi Họ đang để cái thời gian để cho cái con Kassadin này được lớn nó trôi giạt qua rất nhanh Khi mà bây giờ Kha'Zix đã cực kỳ xanh với 6-1-3 cây và lượng trang bị của con này khi mà biến về lần này thì sẽ tôi nghĩ rằng sẽ phát ra một cái đồng hồ hoặc và và một cái trang bị lớn nữa macro đang khá tệ tới từ the nếu như họ đã xác định bỏ con rồng đấy rồi thì tôi nghĩ rằng họ nên lùi về thì tốt hơn không nên ép giao tranh trong tình huống đấy làm gì cả mặc dù là Khazix còn đang solo rồng nhá nhưng họ không đủ sát thương để hạ gục bất kỳ ai Casadin bây giờ mới hoàn thành xong cho mình cái chuyện trường sinh thì bao giờ Casadin này mới có thể có một cú nhảy sốc chết được cái con co Kokky đây. Cá sấu bỏ qua Casadin, chưa cuối của này Cực kỳ khó chịu và tôi nghĩ là dừng lại ở đây thôi, dừng lại ở đây thôi để một thời gian để cho cả đôi bên lại tiếp tục lớn. Anh em trên kênh cũng đừng quên để lại một like cũng như là một uh, comment để ủng hộ cả hai đội chơi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi 6 ca tiền ở à, gần 6 ca tiền chênh lịch ở phút thi đấu thứ 12 này. Nó bắt đầu đáng báo động, cá sấu bật thần cá sấu lên rồi. Bây giờ thì um, nhảy như thế là ca cá xong rồi. Xong rồi, một cú nhảy uh, rất ngây ngô tới từ chú bé mình. Và bây giờ thì sao đây ạ? À? Midlander đang không được chơi game, Lee Sin có sút cú sút hai đẹp nhưng sát thương trả ngược lại là đau không kém vì đây là hai xạ thủ. Đào bắn cực đầu, Lee Sin mất cú tốc biến nhưng cũng ép cho đối phương mất hai cú tốc biến mà chúng ta đang nhìn thấy một cái thế trận không mấy hay dành cho The Only King. Mặc dù là như vậy nhưng cũng đã có một đổi mạng Tuy nhiên thì bây giờ cái trụ đường giữa này Họ có thể giữ được cái trụ thứ hai này không? Tôi nghĩ là không rồi Có thể nếu như tham thì họ có thể hoàn toàn có trình một đường cũng được khi mà khá dịch Hoàn toàn có thể sốc chết bất kỳ một player nào đi lẻ Lee Sin quá cô độc Sút được có kỳ vào trụ và đó là con Kazadin búng kill mà thôi tiếng bú kêu rất nhanh tới được cả gia để có một phần nào đấy quay trở lại game đấu. Cái DA 110 cái 110 của cả này đang đang là một cái, cảnh cái, 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 hồi chuông cảnh tỉnh cho đội hình của The, um, The Only King Nhưng không sao, nó sẽ có cho mình tác dụng nhất định ở giai đoạn về sau. Còn Chase thì vẫn đang được tiếp tục thả ra để lẻ. Con sứ giả nó lại đang không được tận dụng tới từ The Only King rất đen cho họ khi một khoảng thời gian vừa rồi họ không thể kéo đội hình của phía đối phương ra để có thể thả con sứ giả khai nước bất kỳ trụ nào cả thậm chí cái trụ đường giữa chỉ cần thả đó thôi là có trụ rồi nhưng mà ép dường như là không có sự cover tới những người đội của mình để thả và bây giờ thì um, chúng ta sẽ có cái khoảng cách nó lại thêm một lần nữa được nhân lên đó là hai ca tiền rồi xét đánh nhau với con khả dịch này bây giờ cực khó mà <laughs> ariel mất dịch chuyển cổ học là cúc may mắn là trong tình huống vừa rồi thì khả dịch không muốn đầm sâu. không muốn đầm sâu Cassadin tới, Senna bắn chiều cuối khi mà thần cá sấu ở dưới đã được kích hoạt và bây giờ thì Chase quá đơn độc. Sau đó thì đang lại dồn sát thương vào bên phía Kha Một chiếc đồng hồ đã giải quyết được tất cả và cú nhảy vừa rồi trói chân lại cả Cassadin. Không sao, cái khả năng um, cơ động tới từ hai vị tướng này thì là có vì vậy nên là cũng hoàn toàn là thoải mái thôi. Còn Lee Sin đường trên thì tận dụng cái khoảng thời gian mà đối phương quá say đỏ, anh chàng có cho mình cái trụ đường trên. Phần nào đấy rút ngắn về khoảng cách. Um, kinh tế và có thể là có luôn cái trụ này nữa nếu cố tôi nghĩ là có thôi có thôi hai trụ trong tình huống đẩy vừa rồi nhưng lee sin sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình và có thể là con baron có thể là con baron Khazix đã tới rồi và đây là con Khazix khi mà đi một mình còn nộ long cước hay không đây sóng âm chúng lộ long cước đủ combo nhưng không thể hạ gục được cái con Khazix này ôi con baron con baron nó đang được mở ra tuy nhiên thì Khazix lại đang hơi yếu máu Kha'Zix trước đó có cho mình đó là cái đồng hồ cát Vì vậy nên sẽ không thể dịch chuyển ra trong tình huống này Không sao cả Em hiếu với vai trò hỗ trợ thì thực ra mà nói thì với con xét này không có quá nhiều khoảng Cái đất diễn cho em hiếu <laughs> Ôi dồi em hiếu Di chuyển lỗi em hiếu cục luôn Cá sấu dịch chuyển ra khu vực đường giữa Đánh nhau đã đến gần hồi kết Và cá sấu đến thù dọn tàn cuộc Tàn vỡ tới từ giờ Only lịch đó là tất cả những gì tôi nói trong tình huống vừa rồi khi mà những sát thương chủ lực của họ đã không còn rồi họ vẫn cố gắng đánh nhau và bây giờ thì con baron là được mở ra trước cửa của các thành viên tìm sg và nếu như họ ôn mít tầm này cũng thể em được thôi còn baron là một cái lựa chọn là hợp lý hơn ở cái tiêu thứ 16 này thực sự mà nói thì một thiếu giao tranh tôi đang không thấy được rồi nikin giờ nikin thể hiện được cái khả năng macro của mình và bây giờ đánh nhau là kha chắc chắn ăn nhá. tôi đảm bảo với anh em là kha chắc chắn ăn ở trong cái kèo này nhìn đi lượng sát thương quá khổng lồ mất tốc biến và tốc biến theo tới được Kha lì gì nó không được chơi game trong khoảng thời gian vừa rồi Kha'Zix quá mạnh rồi muốn Kha'Zix ở cái giai đoạn đầu và giữa game khi cho nó rất nhiều những mạng à gục thì đến giai đoạn về cuối thì Kha'Zix này gần như là bất tử anh em ạ na chỉ đóng vai trò phụ trong game đấu này thôi à, một người chơi giữ đường còn ngược lại thì Kha'Zix đang tỏa sáng chói lóa và ung rồi bây giờ người chơi giữ đường còn đang khiến cho Ezreal không có một tí sát thương nào Cassidy nhảy qua tường không sốc chết được ai đó là dấu hiệu của cúc tới từ một người chơi sở hữu kazadin bây giờ thì kazadin làm gì đây trưởng quá đầu đi trưởng quá đầu và set đã phải nằm xuống rồi cùng ánh sáng làm được gì đây không thể làm được gì cả và với việc là đang có bốn cái lựa bừa lợi baron này thì cái cửa khu vực đường giữa sẽ mở ra thôi nhưng mà dây bây giờ phải về đẹp phải về đẹp nếu như không muốn ăn game kazadin chưa có cái trang bị thứ ba nhưng mà đối phương thì Giấu hữu rồi con Chase thì vẫn đang cái hành trình solo kill của mình Nhưng tầm này không thể nào solo lại cá sấu được Cả về chất tướng, cả về cái lượng trang bị Tất cả mọi thứ, mọi thứ ở trong cái khoảng thời gian này thì con Chase Làm gì đây, câu thêm một khoảng thời gian nữa để cái trụ là được sống cả dịch lại có mạng, cuối cùng ánh sáng của Ezreal Chưa bao giờ tôi thấy nó yếu như bây giờ Thực sự bắn vào vị tướng lên theo hướng chống theo một phần thì đứng chống chịu với cái con Asher này thì cũng khó để cho Ezreal có thể tạo ra những cái sát thương và Ezreal đã là không bốn rồi. Xanh nhất của đội hình bên phía rồi Only King đang là Chase. Ngược lại thì đang khá là tèo anh em ạ. Set thì cũng lên sát thương luôn. Đây là con set dù đen anh anh em nhé. Nếu như đây con set chống chịu thì cảm giác là nó còn có tí khoảng thời gian để cho Ezreal được bắn. Chứ còn con set theo lên kiểu view đen thế này thì tôi đã không thấy một cơ hội nào cho các thành viên của team tôi đây kênh cả. Bây giờ nhìn, nhìn con Casadin đi trời ơi. Chưa hoàn thành xong trang bị thứ ba của mình Casadin cực yếu ở trong game đấu này. Lúc cần nó lớn thì mãi không lớn, bây giờ sẽ làm gì đây? Muốn muốn bế vào trong trụ ok, bế thì cũng được đây. <laughs> xong rồi. Casadin bị có kỳ thảm lửa lên thẳng mặt bắn chết luôn và double kill có Koki. Chúng ta sẽ phải chờ chờ đến game đấu sau rồi giờ thì mình nên nghĩ về game đấu thứ hai từ thời điểm này đi khi mà họ đang bị ảo quá nhiều về mặt sát thương rồi vâng sút rất đẹp tới từ lee sin tình huống múa cực căng về dạng giáp thiên thần và bây giờ thì Ra thiên thần xong thì lee sin mất tốc biến không mất mạng là được cầu sấm qua cổng gia tốc cũng khá đau nó dừng lại ở đấy thôi và cái đợt lính đang được đẩy vào cái trụ này Ezreal cố gắng thả diều nhưng mà một cú nhảy của Kha'Zix thôi thì nó đưa Ezreal về với đất mẹ và bây giờ thì đã là 28 9 rồi. Tại một lần nữa thì giờ Lee đang bị dẫn trước và đang có nguy cơ là cái kèo BO3 này thành hai game. Nếu như họ vẫn có giữ cho mình cái bộ mặt như thế này ở game đầu tư ai thực sự là như vậy. Việc pick một con Kassadin đang khiến cho họ thiếu hụt quá nhiều sát thương ở giai đoạn giữa, giai đoạn giữa game. Vâng Quá thiếu hụt sát thương và Một vị tướng xét thì lên rìu đen Và sau đó thì lên theo kiểu thiên hướng chống chịu Nhưng mà nó cũng chẳng được là bao đâu Chẳng được là bao với con xét này Thực sự là như thế và Bây giờ thì đối phương ăn Baron mà không ai quan tâm luôn Buông rồi Giờ linh kinh bắt đầu buông game đấu đầu tiên này rồi anh em ạ Và 15 cái lượt vote ở trên kênh của chúng ta đã bắt đầu có dấu hiệu là hơi fail bất ngược ra đánh Lee Sin không có khả năng chống chịu một cóc kỳ tầm này thì quá đã quá mạnh rồi anh em ạ à. xét làm gì đây đấm vâng đấm rất nhiều và bế được cái con na này về và sau đó thì double kill cho cóc kỳ Ariel tung cùng ánh sáng trước mặt đội hình của bên phía đối phương Kassadin hóa ra hóa vàng và sau đó thì uh, hóa kiếp luôn à chưa chưa hóa kiếp nha anh em nhá bây giờ sẽ là đánh thẳng vào nhà chính thôi Chase thì đang bị cầm <cười> ôi rồi <laughs> ôi và đó là tiếng trêu đùa tới từ SG dỡ ly mất đi game đấu đầu tiên họ đã đánh mất đi game đấu đầu tiên với cái quyền lựa chọn Casadin và cái lối vận hành của mình và thật sự là con Ezreal này cũng là một con Ezreal khá tèo khi mà cái lượng sát thương nó đóng góp mặc dù là cao nhất nhưng trong những tình huống giao tranh thì Ezreal đang chọn vị trí là cực kỳ lỗi những tình huống bắn cùng ánh sáng trước mặt đội hình đối phương hay là một pha bắt lẻ ở khu vực đường giữa thấy được rằng là Ezreal đang không trong đúng form của mình điểm sáng duy nhất chỉ là Chase Shy can fly mà thôi còn ngược lại thì mình thì giữ được KDA 131 đấy, nhưng mà đóng góp thì 12 KDA. 14 KDA chính xác hơn. Nó chỉ nó còn không bằng bằng support của bên phía The Only King mà. Casadin không phải là một vị tướng mạnh. Và đặc biệt là trong meta này, hay kể cả từ lúc nó được ra đời tôi chưa thấy Casadin này quá OP ở trong những kèo đấu ngang kèo. Và cái chiến thuật của SG có nói được rằng là rất tốt ở trong giai đoạn đầu tiên những gì họ làm với những lượt ban pick của mình được thể hiện ra quá rõ ràng và chúng ta kết thúc game đấu đầu tiên chiến thắng thuộc về SG rất hủy diệt còn bây giờ thì hãy cùng nhau đến đến với game đấu thứ hai nào mấy ông giờ only king chắc lại đánh để cống hiến ba game mong là game này đánh đàng hoàng anh em ạ chứ không mấy ông cống hiến quá quay trở lại rồi đây mà có vẻ như là người anh sầu so hot đã được bế vào về trong cái kèo đấu này Đéo được rồi để am Hiếu <laughs> đi support nó cảm giác là hơi tù thì phải tuy nhiên thì cái tù không kém đó là casadin trong tay của mình. monster vâng đứng monster luôn này monster cho đồng đội ạ sợ thật pick con casadin sau đồng đội kiểu mẹ mới xây sầm mặt mày luôn anh em thực sự luôn tôi chưa nhìn thấy con casadin nào mà nó nó quá kinh cả những người chơi đánh khéo nhất đi chẳng nữa thì thực sự mà nói ở trong một cái kèo đấu mà cái trình độ nó không chênh lệch quá nhiều thì một con casadin sẽ rất khó để thở thậm chí là con casadin này không được mớm nữa nếu như con casadin được mớm từ đầu game cơ nó phải là xanh nhất chứ không phải là con chase thì may ra có cơ hội là comeback chứ còn không thì uh, chúng ta có luôn game hai dành cho bên phía của giờ King họ đang bị dẫn trước một khâu nha bà con Uhm, sẽ cần phải có những điều chỉnh với việc uh, tung người anh già xấu hot vào và để cho em hiếu uh, được quay trở lại khu vực đường trên của mình mặc dù chase đánh khá ổn rồi nhưng cái quan trọng là không thể để em hiếu ở khu vực đường dưới được như vậy nó rất là cúc anh em ạ phải để em hiếu trở về với con, con người của mình trở về với cái khả năng uh, gây sát thương theo dạng uh, đường trên đấu sĩ của mình thì nó mới có thể choáy được. Một game đấu mà Kha'Zix ở bên phía của SG tỏ ra coi nó là quá trên cơ khi mà được mớm cho mình những điểm cứu đầu tiên và lượt tranh lịch nó cứ dần dần nó kéo dài ra, kéo dài ra, sau đó thì muốn Kha'Zix đã không thể cản phá rồi anh em ơi. Vì vậy nên những lượt cấm thì tôi nghĩ là vẫn có thể thả khá dích ra được. Tuy nhiên thì giờ Linking Kinh hoàn toàn phải có cho mình một cái lựa chọn về mặt sát thương đảm bảo ở giai đoạn giữa game nó tốt hơn là một con Kassadin. Một con Ari cũng được. Không thì chúng ta có thể đánh Kennen. À, nó không phải là quá ngon nhưng nó sẽ mang lại cái CC diện rộng. Nếu có thể kết hợp với một cú chiều cuối nào đó nữa thì nó rất là tuyệt vời. Còn con Ezreal thì lên cất nên cất đi chứ ông thần Ezreal này đánh quả mẹ Ezreal giữ vị trí nó khó nói quá tôi không biết phải nói sao về con Ezreal trận đấu vừa rồi nữa nó không có cơ hội để được bắn đấy, anh em ạ con Ezreal này nó... cảm giác hơi bị gần <laughs> so với cái chết còn ngược lại bên kia thì Koki khi mà có đủ đồ rồi thì nó bắn không còn gì không còn gì cản nổi có kỳ là một vị tướng ở giai đoạn về sau rất là kinh anh em ơi cảm ơn phạm sơn đã ủng hộ cho kênh tim mèo máy 50 sao cảm ơn bạn vâng tinh tinh nghe rất là vui tai nhưng mà để mà rút được cái 50 sao này ra chắc là hơi lâu <laughs> không phải là do phong độ nhá không phải do phong độ mà là do pick tướng thôi do cái chiến thuật bị ao từ bán pick thôi chứ còn không có phong độ nha anh em phong độ đánh kiểu gì khi mà tự nhiên em mình giữa game lọt mẹ con Casadin tự nhiên giữa game team đánh bốn người thậm chí là ba khi mà Ezreal không có sát thương anh em tôi không thấy Ezreal có sát thương ở giữa game mặc dù nó bắn mà nó nhiều sát thương nhất đấy. nhưng mà còn uh, một con xe thì uh, cũng lên sát thương với cái dìu đen về sau thì có lên cái uh, cái gì nhỉ cái uh, cái đấy là cái gì tôi quên mẹ mất rồi trong một giây phút thì tôi đã quên mất cái trang bị đấy nhưng mà cái trang bị đấy là một trang bị chống chịu dành cho Bị tướng như là Alista để có tốc độ di chuyển ngoài giao tranh. Vì vậy nên là, well, nói chung trong game đấu vừa rồi thì mọi thứ là quá bất ổn. Và chúng ta sẽ chờ đợi để có thí bắt đầu tới từ ban tổ chức ở game đấu thứ hai. Cao đấu giữa The Only King cùng với SG. Và SG đang dẫn trước một game. Liệu rằng chúng ta sẽ có game đấu thứ ba hay không đây? Tôi đang chờ nha anh em. Tôi đang chờ có thể là sẽ là một game đấu thứ ba nếu như The Only King lấy lại cái phong độ của mình ở trong game đấu này. À, họ không tiếp tục bán còn nếu họ tiếp tục bán thì à, họ sẽ có một vé đi thẳng xuống dưới nhanh dưới để có thể à, tiếp tục tranh cái vé vào vòng chung kết và đây rồi tín hiệu bắt đầu đã có tới địa ban tổ chức và lần này thì giờ linking họ sẽ có mặt ở bên à, lượt first ban và first pick của mình đức hiếu đã được đẩy lên trên để có thể có cho mình lượt lựa chọn đầu tiên có thể là như vậy à, lượt ban sẽ là như thế nào đây ạ à? họ có muốn ban đi con cocky của đối phương hay không nhưng con tướng này cũng là một cái vị tướng khá là khó chịu nhưng không họ vẫn sẽ ban alista game đấu vừa rồi thì Xen cũng đã đóng góp khá khá cái lượng CC và hồi phục cho uh, uh, đội chơi của mình vì vậy nên Alista nếu mà có bị bàn thì chẳng nữa thì đánh lại Xen Khi mà mình chưa sai thì mình cũng chưa có gì để phải sửa đâu anh em. Bây giờ thì sao ạ? Gwen trong tay của em Hiếu cũng đã bị uh, cấm rồi, một cái lượt cấm chắc chắn rồi. Tôi đang không muốn nhắc đến cái con tướng đấy thực sự là như vậy. Tôi là không muốn nhắc. Nếu như mà con tướng được thả ra. Tôi nghĩ rằng sẽ lấy tới từ bên phía của tướng Lee King. Đang đến với những lượt bàn cuối cùng. Và đó là Zoe. Trong game đấu vừa rồi. Thì họ đã đẩy Koki ra khu vực đường giữa. Và để cho một con Nasus đánh theo dạng là bám trụ ở khu vực đường dưới. Bàn mẹ Nani rồi anh em ơi. Tôi lại nói về con Nani. Nhưng mà không. Galio. Những lượt bàn đang khá giống so với game đấu đầu tiên. Tôi chưa thấy những gì khác biệt cả cũng đúng rồi đối có thể là họ đã quá hiểu nhau và họ đã nghiên cứu đối phương kỹ với những lượt bàn này gú công bị tước đi đây sẽ là cơ hội để cho yon được tung ra sân đây sẽ là cơ hội để cho Faketamin có cho mình con yon nhưng hiếu lại chọn chắc trời ơi khu vực đường trên còn rất nhiều những vị tướng để hiếu có thể chơi nhưng hiếu vẫn chọn chắc cho bằng được tại sao lại không pick yon Pick yon cho dừng được mà Phía bên này thì lại pick giờ Như những gì tôi nói Nếu như mà không sai thì mình không việc gì phải sửa cả đúng không Và lọc mẹ luôn Zena rồi Có pick yon hay không đây Đang hở yon nha Một cái quyền lựa chọn mà tôi không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ một người chơi nào ưa thích hay là Quánh tốt con yon này à, Sẽ 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 Muốn thả đâu Nhưng không sẽ là pick vào con cá sấu, ui tôi tôi lại không ui lại pick con Echo ạ à. và đường giữa sẽ là yon trong tay của Monster, Monster Only King đây rồi, con yon đã được lựa chọn để ít nhiều phần nào đấy tôi Only King có thể quay trở lại được. Có bên kia thì họ lựa họ họ pick giống hệt kim đứa đầu tiên luôn, họ vẫn đang giữ bộ ba đó là Sena, cá sấu, Velikythong cùng với Kha'Zix, còn bên này sẽ là Echo. À. Echo đi rừng hay là Echo đường giữa đi ta Chắc khả năng cao Sẽ là con Echo Ở À Anh già sầu hot sẽ thay thế cho em nghĩa Ở trận thứ hai. ok Niela, uh, Leona Đã được uh, cấm đi một lượt cấm khá thú vị Khi mà nhắm thẳng vào người anh sầu hot. <laughs> mẹ uống anh già vắt cấm mẹ luôn một con tướng luôn mà anh em Cũng được nó cũng mang lại một lợi ích là tự nhiên ông anh già vào cái lại được thêm lượt cấm của đối phương cũng ok rồi bàn có kỳ rồi cũng đúng rồi có kỳ của đối phương quá kinh đi có kỳ này uh, uh, rất cơ động khi mà nó có thể đẩy ra khu vực đường giữa và nó được thả được nuôi ở khu vực đường giữa luôn với cái thảm lửa của mình thì có kỳ rất khó để bị gành chắc chắn là như vậy lựa chọn cuối cùng sẽ là ban con tướng nào đây tới từ sg uh, họ ban luôn nautilus rồi hai lượt lựa chọn cấm vào khu vực đường dưới và lucian cũng đã bị bàn tỏ rõ ý đồ tới hai bên chắc chắn rồi với những lượt ban của mình còn vẫn còn khá khá những vị tướng adc nữa có thể vác ra trong hoạt cảnh này đó có thể là một con uh, chistana cũng được um, Seiya yeah. còn không thì không đánh không đánh ADC luôn và lựa chọn được đưa ra tới từ bên phía SG sẽ là Nasus vẫn là kèo Nasus đường dưới này ư họ sẽ có một con Asca đường giữa hay chăng đây đây là một vị tướng đường giữa ADC rất khó chịu và cái lượng sát thương về sau cũng cực kỳ lớn nữa nó có thể một lựa chọn nha có bên phía của The Only King Khi mà thấy đối phương đang không hề có sự thay đổi nào cả Thì họ đang suy nghĩ anh em ạ uh, Và xây ra trong kèo đấu này đánh cặp cùng với các ma Ổn nha Ổn luôn, rất ngon là đằng khác với con các ma Cái lượng sát thương ở khoảng thời gian đầu game Có thể nói được rằng là sẽ khiến cho cái cặp đôi đứng dưới của đối phương cực kỳ khó chịu đấy Tuy nhiên thì bây giờ lựa chọn cuối cùng ADC của bên phía. Không, không ADC và đó sẽ là con Ahi à? Ai chà chà. Không đánh ADC và chỉ phụ thuộc vào cái sát thương tầm xa tới từ một con Sena thì liệu có ổn hay không đây? À, Thật sự mà nói thì đôi bên đều có những ý đồ của mình. Nếu không đánh kỳ rồi đánh Ahi cũng được. Chỉ thay đổi đúng một vị tướng đứng giữa khi bị cấm đi mà thôi con bên The Only King họ đã thay đổi gần như là tất cả những lựa chọn lựa, lựa chọn đầu tiên của mình và con Echo đi rừng à. Một con Echo đi rừng để đảm bảo cái nguồn sát thương phép thuật và lại là con chắc trong tay của em Hiếu. Thực sự là tôi không ấn tượng với con chắc này của Hiếu. Với con Echo thì tôi lần đầu tiên thấy phải tịch ketamine sử dụng. Sẽ là một ẩn số nhưng mà Echo mà đụng độ với Khazik thì khó nhỉ. Thực sự là như vậy hơi khó mặc dù là cô ấy chiều cuối đấy nhưng mà tôi vẫn là cảm thấy là kèo này nó cứ bể bể ở gì anh em ơi con yon trong tay của monster only king thì chắc chắn rồi ở khu vực đường giữa nó sẽ là một đối trọng lớn nếu như sử dụng khéo sử dụng hay thì giai đoạn về sau yon sẽ đóng góp phần lớn sát thương vào những pha combat tổng tuy nhiên mà băng vào mà hơi sâu một tí thôi không rút ra được là cục luôn và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với game đầu để xem The Only King họ có níu lại cơ hội trong kèo đấu BO3 này không hay là họ sẽ xuống thẳng cái nhánh dưới luôn. Còn ngược lại thì SG đang rất thoải mái rồi. Họ đã không thay đổi quá nhiều ở trong những lượt lựa chọn của mình và đặc biệt là cái còn bài cá sấu vẫn đang là một trong những vị tướng đánh đường trên rất khó chịu có thể nói như vậy và sát thương càng về giai đoạn về sau của con tướng này thì có thể nói được là không còn gì để có thể à chê nữa rồi. Còn ngược lại bên phía bên kia khi mà người anh sâu hot đã được tung vào sân thay cho em nghĩa thì sẽ là như thế nào đây ạ? Xây ra yeah. một con hàng ADC sát thương giai đoạn về sau và khả năng tự bảo kê cực tốt kèm với các mà Những khả năng buff của các mà bứt tốc hay là CC thì cũng không phải là bàn rồi và vẫn sẽ là một tình huống muốn mang lại một cái lợi thế ở khu vực đường giữa dành cho ai khi mà Cena um, đang ở đây. Tuy nhiên nó sẽ cũng đồng nghĩa với việc là sẽ để lại uh, một chút kinh nghiệm, cú chói trần thành cầu, cấu khá nhiều máu và sẽ đẩy đợt lính này vào sớm. Tuy nhiên thì Ahi sẽ không có được cú chị cấp độ 2 trước sau khi mà đợt lính này được đẩy vào trong trụ. Một cái tín hiệu uh, muốn tạo đột biến ở giai đoạn đầu game thôi. Nhưng mà đồng nghĩa thì um, ở dưới đường dưới thì uổng rồi. Còn a sớt này nó còn thảm hơn nhưng mà không sao với chất tướng Sena thì có thể hoàn toàn hồi phục lại lượng máu của mình được, không sao cả. Còn Yon thì kèo đường giữa này đánh với vị tướng pháp sư tay dài chắc chắn là sẽ thua thiệt giai đoạn đầu tiên rồi, phải rất khéo để có thể farm. Và biến về à? Cũng được, khi mà thế lính này thì Yon cũng chẳng ở lại để làm gì. Biến về sớm thì có cho mình. Ui trời ơi, thả ông cầm thêm cái giấy ra thì còn đỡ chứ mà khu vực đứng trên này thì những cấp độ đầu tiên này Jax tỏ ra là khá khó chịu với cú quay tay của mình Nhưng mà vừa rồi thì hết chiều bây giờ Lại là solo kill những lần này Đức Hiếu không nằm xuống Không giống như game đấu trước đó thì người chơi đường trên có tướng đổi mạng đầu tiên ở cái Những phút thi đấu đầu tiên Nhưng không, Hiếu không đổi mạng, Hiếu ăn cả trong tình huống vừa rồi Ai chà chà Con Jax này của Hiếu đang mang lại hy vọng nha Đang mang lại hy vọng dành cho The Only King với cái đà này Còn ở khu vực đường giữa, suýt chút nữa thì sẽ có vài chạm đấy nhưng mà Echo sẽ ăn cho mình con cua này thôi mắt có và kha quay trở lại với con bùa đỏ hiếu sẽ về khi mà tên lính được đẩy vào cá sấu không đầu tư tốc biến đâu chắc chắn là như vậy mà chắc có thể hoàn toàn uh, um, tốc biến đi vì thế là đầu tư là không cần thiết còn phía bên này đang cực kỳ tích cực di chuyển tới cả hai người chơi hỗ trợ khi có khoảng thời gian trống họ muốn khi chơi đường giữa của mình sẽ không gặp quá nhiều áp lực À với việc là đang chia kinh nghiệm ở khu vực đường giữa như này, cũng sẽ mang lại um, một phần nào đấy những cái bất lợi dành cho ai anh, anh chàng này sẽ không có cấp độ 5 sớm và yon khi có cấp độ 5 thì nó sẽ có khả năng băm bổ vào mạnh hơn chắc chắn là như vậy rồi sẽ tiếp tục di chuyển ở khu vực đường giữa chói chân trúng trang nữa thì tầm này để giết được yon tôi nghĩ là không thể yon đã vượt qua khoảng thời gian đầu tiên nó à, không mấy khó khăn tôi nghĩ là như vậy và ở đây khu vực đường dưới thì với cái meta dắt chó đi dạo trong màn sương đen là nghe cũng khá là hay, Nhìn, một con nasus cũng đang uh, cực kỳ yên bình ở khu vực đường dưới, nó sẽ là một cái rào chắn ở hàng tuyến đầu dành cho bên phía của sg trong đoạn về sau, ở đường trên thì hiếu đang bị hỏi thăm kha khá, khá nha Sena đang di chuyển khắp mọi nơi trên bản đồ, với việc đi hít kinh nghiệm dạo như này thì um, Senna sẽ có thêm những áp lực tuy nhiên là khi mà những người đồng đội của mình bị thọt kinh nghiệm thì nó sẽ khá là nguy hiểm bây giờ đang muốn xâm lăng rừng tới từ bên phía của The Only King họ biết được rằng game đấu này họ không thể chờ nữa rồi có bùa xanh được cướp các ma đâm hơi sâu mất cú tốc biến của mình rất thu lồng trong tình huống vừa rồi không cầm chân được ai nhưng một cú tốc biến để đổi lấy một con bùa xanh của của bên phía đối phương thì có vẻ như là hơi toang và thậm chí là mất luôn cả cú hồi máu của mình áp lực được đè vào mặt của hiếu khu vực đường trên có một tình huống chói làm choáng và sau đó thì cá sấu cũng chỉ lướt vào lướt ra mà thôi tình này đang gây khó dễ khá nhiều cho Jax nhưng mà với thanh cấp độ thì Jax đang tỏ ra là nhỉnh hơn so với cá sấu bên kia họ đang muốn áp lực vào cái lớp giáp trụ này để cho cá sấu hồi lại cái lượng tiền thua thiệt ở giai đoạn đầu tiên kích được cho mình đó là cái cú um, thản phá hủy diệt là bây giờ giòn tới rồi lướt lên chém chiều cuối chúng giữ chân lại Sena đi đêm lắm thì có ngày gặp mà bây giờ yon bách về lượng máu còn lại là cực kỳ nhiều cú tốc biến ơ kia sao hiếu lại lao vào trong tình huống vừa rồi một tình huống không hiểu ý nhau tới từ cặp đôi của giờ lý Nhưng họ đã lấy lại được cái quyền chủ động dành cho bản thân mình khi một tình huống mà yon một cú đi rome đã khiến cho Sên hà khá cay ừ chắc chắn là như vậy rồi đi đêm lắm thì có ngày gặp mà và chúng ta đã nhìn thấy một tình huống mà yon chém cực đau chiều cuối rất tốt cũng chỉ là một mạng hạ gục thôi Cũng chỉ là một mạng hạ gục thôi Bây giờ thì con sứ giả khe nứt và con rồng sắp ra rồi Hiếu và người đồng đội của mình đã cực kỳ yếu máu Nhưng đó là cầu kéo để cho Cái con hàng Echo để di chuyển lên Nhưng không sao cả Di chuyển lên tầm này sẽ cẩm kiểm soát cho mình con sứ giả khe nứt Cũng được cái con rồng đầu tiên là con rồng đất Không sao, đổi con rồng đầu tiên lấy một con sứ giả khe nứt Thì hoàn toàn có thể đổi được nha Đây là con sứ giả ra Phaketamin um, đang có mắt cua của bên phía đối phương vì vậy nên là thôi an tâm này lộ luôn. còn khu vực đường dưới các ma làm gì đây? Các ma thả chiều cuối và sau đó thì là bị hạ gục, thu lòng giữ chân lại được uh, na Sớt nhưng mà con rồng này sẽ được Ăn thôi. bây giờ thì ahi vẫn còn phi hồ đang ui trưởng cực đau. mà tại sao gánh sầu hot lại làm cái gì ở đây đấy mất tốc biến mất chiều cuối vẫn phải nằm xuống. ô không nằm à? ui không nằm luôn ạ. À. cái thiêu cái 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 hiệu ứng đốt cuối cùng này tôi lại nhìn tưởng là năm nhưng không nằm anh em ơi và có con sứ giả khe nước thả luôn khu vực đường giữa để giải thoát cho yon kịch bản game đấu trước đó đang lặp lại nhưng lần này đó là các thành viên của team the King với cái trụ đầu tiên khu vực đường giữa này còn cái đường trên um, cá sấu bảo rất nhanh thực sự là như thế bảo trụ cực kỳ nhanh tuy nhiên thì uh, bây giờ về được hay không về được về được về mạnh nhưng không chiều cuối làm choáng tốt thần ca sấu được bật không chống chịu được quá lâu mặc dù jax có thanh trụ đi chẳng nữa thì đó là một tình huống gành mẫu mực tới từ giòn kết hợp với jax echo có mặt ở đây echo ui cú quy ra e theo trưởng rất đau chói chân đã trượt hôn gió cũng trượt thì ahi ahi bay màu trong tình huống vừa rồi Chiêu trượt hết anh em ơi tình huống hơi cả cuống nhưng mà tự nhiên lại thấy con echo nó chui trong 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 trong, trong vừa rồi và ui chiều cuối các má tí cầm chân được. Tuy nhiên thì cái trụ đường trên này sẽ có dành cho các thành viên của team đối địch. Nhưng so hot chút nữa thì mới hồi cái chiều cuối nhà, chút nữa thì mới có thể có một cú chiều cuối né chiều. Ui chưa kịp hồi chiều cuối rồi, còn kiệt sức, chưa có tốc biến và bây giờ thì ném trong vô vọng và đó là đổi mạng của tôi. Nhưng mà khoan Khi một khu vực đường trên không tìm được ai, không tìm được ai. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ là một tiếng giao tranh tiếp tục nhưng không. Chắc sẽ được chuyển ở khu vực đường dưới để giữ cái trụ này Và đang là 2-0 về trụ dành cho The Only King Họ đang chinh lịch đến 3k tiền và bây giờ thì Yon bị hạ gục ở khu vực đường giữa mất rồi Đứng đi chơi hơi xa tới từ Yon Đánh anh chàng đến bách về thì sẽ là tuyệt vời hơn Còn Jax thì chẳng ngán một con Một cái con Nasus ở tầm này làm gì cả Cái Nasus tiếp tục lên cho mình lưới trang bị ở uh, Theo dạng là chống chịu Và có một chút mana để có thể spam chiêu E Cá sấu đã có cho mình cái trụ đường trên Jax nên lùi về đi anh chàng ở lại cái đường dưới rất lâu và đó là mắt tím và đó là muốn tham con mắt tím chắc còn tốc biến nhưng không sao các mà đã tới rồi khoảng thời gian sẽ được tạo ra để cho tiếp tục cá sấu được đẩy nhưng không tham quyết định đúng đắn tới từ relicaton tới từ bên phía của sg thôi thế trận mặc dù là đang trên tiền nhưng mà nó lại vẫn được kiểm soát với một con cá sấu dành cho sg cái khả năng thăng tiến sức mạnh của cá sấu thì vẫn đang được đảm bảo ở khu vực đường dưới này con cua nó không chạm được vào mồm của Khá Dịch Và Khá Dịch nhảy lên là chết trong tình huống này nhỉ Một thế trận đang nghiêng hơn dành cho bên phía của các thành viên team The Only King với một con yon đứng giữa Bây giờ cá sấu làm gì đấy ạ Trên một cấp độ nhỉ Trên một cấp độ và đôi bên Đều có cho mình những cú chiều cuối Bật thân cá sấu sớm lấy cho mình lợi thế Và sau đó yon quá thua thiệt khi mà Chiều cuối chưa tung còn khu vực đường dưới thì vừa rồi đã có trụ rồi nhưng để lại cái mạng của Eco Vâng Ăn khế thì trả vàng thôi Và sau đó tiếp tục làm hạ gục tới từ các mà Bây giờ thì chiều cuối của Seiya được tung rồi thì lấy gì sống đây Cầm chân được người ta trong trụ nhưng mà sau đó vẫn bị hạ gục Jax được thả ra để đẩy nhưng đó là cú quét dơ dành cho bên phía của thành viên team SG Ai chà chà lại có tín hiệu quay trở lại rồi nha có tín hiệu comeback dành cho bên phía của sg trong giai đoạn vừa rồi họ đã di chuyển tốt hơn rất nhiều không thể hạ gục lấy trụ nào không vẫn muốn quay tay để lấy trụ không được rồi chắc lại phải nằm xuống trong tình huống này khi sơ tới mất tốc biến và cú quy hợp lý để có thể um, tạo ra khoảng cách từ với đối phương các ma di chuyển lên thì jack sẽ sẽ an toàn thôi 15 giây nữa thì con sứ giả hai nước sẽ chào đời và bây giờ thì um, điểm qua lượng đồ đi nào Ari lại đang là cái ngòi nổ chính dành cho SG 41 và hai trang bị đã có ai IG này bây giờ trưởng cực kỳ đỏ Còn với một con Eco thì tôi chưa quá ấn tượng Sau cái tình huống mà bắt lẻ được con ai ở trên trên vừa rồi Và bây giờ thì đang ăn con sứ giả này trên rất nhiều tầm nhìn đối phương Ai vào với cú phi hồ hôn gió và bây giờ cá sấu chặn đường quá đẹp một tình huống ép giao tranh và chặn đường cực kỳ mẫu mực tới từ gây viên team SG mà thôi đội hình của dô kinh kịch tạm vỡ quá nhanh nhòn nước chiều cuối và chém không trúng ai cả rất đen và bây giờ muốn tạo ra thêm một chút gì đó ra tương như thế đã là quá đủ rồi hai ca tiền chính lịch và sg đang lấy lại thế trận của game đấu này và bây giờ họ đã chính thức dẫn trước với gần hai ca tiền và có sứ giả sẽ được thả ở khu vực đường giữa một pha di chuyển rất ngây thơ tới dô ly họ đã bị mắc bẫy của cá sấu một pha bọc hậu Bây giờ thì yon, yon lướt lên Đã chém đã đau rồi nhá Con Yon này chém bắt đầu đau rồi Nhưng cần phải cẩn trọng hơn Và có những tình huống giao tranh tổng tốt hơn Tới từ Yon Con rồng này đã chào đời Và đây sẽ là con rồng thứ hai Tôi Linh Kinh không muốn mất đi con rồng này Chắc chắn là như vậy khi con rồng đầu tiên họ đã nhường cho đối phương rồi Bây giờ ăn rồng là rất nhanh Kha dích ra sẽ là không kịp Tôi nghĩ là như thế Kha dích ra sẽ là không kịp trong hoàn cảnh này Ăn rồng xong cá sấu lại có cho mình cú chiều cuối Chắc tp đời nhưng không sao quy về cùng đồng đội được tiếng giao tranh rút lui cực kỳ chuẩn xác mà thôi nhưng cá sấu hình như đâm hơi sâu cầm chân tốt khả dĩ cũng đã bạch về và cú chỉ cuối các mà tung ra chỉ để cho đẹp mà thôi một phát giao tranh và rút lui cực kỳ tốt tới từ the only king họ ăn xong mục tiêu lớn của mình và họ cúc luôn không ở lại nhầy thêm khổ thật người anh sầu hot thì tưởng là ở lại bú được cái bùa đỏ nhưng không thằng em bú mẹ mất rất cay nhưng mà tôi không sao rồi dây ra hay là giòn đều ngon cả hai k tiền tranh lịch và cái con cá sấu này nó lại thêm một lần nữa đang khá mất kiểm soát và mid laner của đối phương đang cực kỳ mạnh ngược lại thì với việc là con chó đã không nằm xuống lần nào thậm chí là xây ra bây giờ còn thọt hơn một meta rất khó chịu nha nha một meta rất khó chịu đang muốn bắt bớ khu vực đường trên có các mà không sao ạ quay trở lại chám chiều cuối là cực kỳ nhiều ra tường khá đầu là lướt tới từ giòn nhưng sau đó sát tướng khổng lồ được dồn vào và cúc lương tới từ con giòn này rồi Chúng ta đang không hề thấy Con giòn được chơi game Ở trong những phút giây vừa rồi Một Thế trận ở bắt bớ tốt Và bây giờ thì Echo Hai trang bị rồi nhỉ Bao giờ thì chúng ta mới thấy Một con Echo lao vào và sát đao đi Nguồn sát thương chính của đối phương đây Ơ kìa là ép giao tranh ở cái thời điểm này đang thiếu người mà ơ ở... Bây giờ Only King bắt đầu uh, <laughs> Túng rồi Có dấu hiệu quẫn ở trong cái tình huống ép giao tranh vừa rồi Khi mà đối phương vừa đánh nhau ở đường trên Xong bách về lại vào đánh nhau tiếp Và shut down Em Hiếu đã phải nằm xuống Khoảng thời gian này thì uh, những mạng cùng shut down Nó sẽ không mang lại quá nhiều lợi ích Nếu như mà nó không mang quy đổi ra quá nhiều những mục tiêu lớn Và va chạm vừa rồi Úi rồi ơi Tôi nhìn thấy pha tốc biến của Nasus nhá Nhưng mà không sao vẫn ổn và cuộc sát đào em hiểu nhưng mà không có mục tiêu lớn khá là đen em hiếu vẫn hồi sinh nó chỉ mang lại một lợi ích kinh tế nhỏ nhỏ dành cho bên phía của sg thôi không sao cả À bây giờ thì con baron ra chắc chắn nó không ăn được rồi nhưng mà bên phía bên kia đang trâu quá thực sự con nasus này quá trâu đi với lưới lên trang bị này Ồ, nó khó chịu mà nó lại còn trâu còn kha thì vẫn đang đảm bảo được cái sức mạnh của mình mặc dù là cũng không ao tiền đối phương quá nhiều đâu còn yon thì không ba hai rồi và bây giờ thì yon yon đang muốn đòi lại công bằng và yon tí cúc Yon tí cúc cho một tình huống lao lên vừa rồi à, Những tình huống như vậy là cần thiết ừ, Thật sự là cần thiết Nếu như mà Yon không làm xuống thì rất là cần thiết Nhưng mà Yon mà làm xuống thì Yon cúc Bây giờ thì Yon uh, Thôi cố gắng farm ừ, Thả Eo ra mà farm chứ Tự nhiên trong bụi là có ba ông Thì tót ra thì <laughs> Lại cúc tiếp anh em ơi Nào Đã là phút thi đấu thứ 14 Và Bây giờ lượng tiền thì đang chênh hơn Dành cho bên phía của SG Nhưng mà thực ra thì 3k tiền nó không thành vấn đề ngoại trừ việc là khu vực đường dưới này Jax lại bị khai thác rồi, không, oh, vẫn nằm xuống trong tình huống vừa rồi và đó là cái sát thương cuối cùng kết liễu của con Jax rất bất ngờ, oh, vẫn đủ sát thương tình huống vừa rồi đổi vậy là lãi nha anh em, hai đánh một rồi vẫn đổi được một, vẫn lời ở trong cái tình huống vừa rồi tới từ Jax lâu rồi không chơi giờ có nhiều quả sát thương nữa. mình không theo kịp anh em ạ. Bây giờ lại tiếp tục là <laughs> dắt chó đi dạo trong làn sương đêm là có thật rồi Xây nhà đang cực kỳ lẻ bóng nha Nào, ô kìa Ô kìa lại đang bị đối phương ép vào cái thế hang rồng nữa thế sẽ sao giờ Lý Kinh thích vào cái thế này thế nhở Chiều cuối các ma được tung ra để giải nguy Và sau đó thì nhà ai người đến về khi mà các ma đã quá yếu máu rồi Đôi bên được đã mất đi người chơi đường trên của mình trưởng khá đau tới được các mà nhưng sau đó ui làm gì đấy <laughs> thì mẹ ông, có... ông echo nhảy ra quả mẹ đối với đối phương trưởng cho không thể nào mà tỉnh được và sau đó thì kha dích nhảy vào nhảy thêm văn nữa kha có hai mạng từng cú nhảy kha bây giờ nó không khác gì <laughs> thì mẹ bố bổ cả đau quá chiếu cuối của xây nhà được tung ra nhưng trả ra thương ngược lại có thể có nhà một cú cầm chân tốt câu đến hai cái đồng hồ trong trụ nhưng mà chắc không thể gây ra th thêm sát thương do ở đây chém cực kỳ đau vào người của con nào sớt sau đó bị hôn gió đứng im luôn bây giờ thì em hiếu muốn làm gì đấy nhưng cái điều em hiếu làm là mất đi cú tốc biến của mình thiếu giao tranh dài hơi nhưng mà người đang có lợi thì vẫn đang là sg tôi thôi <laughs> chúng ta có thể là sẽ kết thúc game đấu này ở game đấu thứ hai nếu như mà cái ông thần có và ông thần Echo cứ đánh thế nữa thì dễ là là hai khùng lắm anh em ạ xây nhà bây giờ mới là trang bị thứ gần ba thôi à, thời là không quan trọng nữa khi mà sát thương nó không tới được con xây nó dạ? à, tới rất nhiều từ giòn 11 k tiền ai sợi ơi khó quá rồi phía bên kia thì con Sena này càng về sau nó những phát bắn của nó mặc dù là tốc độ chậm nhưng mà cực kỳ đau và cái khả năng hồi phục cái tầm của nó cũng sẽ được dài lên rất là nhiều thêm vào đấy thì Kha Dịch đang tỏ ra quá mạnh này trong tay đúng người thì khả dịch sẽ cực kỳ mạnh và đang chủ động bỏ con rồng này nên bỏ nhá nên bỏ để cho chắc được đẩy và bây giờ thì cá sấu mất đi thần cá sấu của mình nhưng nhọn vẫn lướt lên chém là khá đau chiều cuối xuống hẳn khang rồng luôn không cướp được và sau đó là đi rồi xây ra mất chiều cuối chiều cuối của các ma được thả ra nhưng sát thương dồn vào của thì quá nhiều một cái trụ đường trên của chắc và echo còn đang di chuyển lên đây thì Ê, có thể là end game nha nếu tình huống này mà không về thì có thể là end game với hai con lính xe này làm gì đây? chắc sẽ đang đổi, chắc đang đổi và đổi thành công và chắc còn quay lại đánh người luôn. vừa ăn cắp vừa la là làng tới thì em hiếu trong hoạt cảnh này đánh là khá đau đi chứ. bây giờ thôi em hiếu ơi về đi, lại còn ở lại ạ. À. không ở không về khi thấy đối phương không ai chạy ra cả ư? Ừ. có về được không đây? có về được không đây em hiếu ơi? Em hiếu làm cái gì đây? cùng đừng giữa đánh nhau. và đó là senna lần bị bắt lại nhưng đó không phải là con bài sát thương chủ lực đó phải là con Ahi cơ Nhưng mà bây giờ thì Bây giờ thì đang đuổi theo một con Nasus Đánh rất đau Nasus Bóng tròn Ở cái làm choáng của Echo được tung ra anh cá sấu tới lại là đâm sâu rồi Trời ơi giờ lấy kênh họ đuổi theo một con Con Nasus và để cho hàng sau thì nhìn đây này Trời ơi <cười> 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 Đi đi đuổi theo một con chó Trong khi ạ à, trời con Ahi với con Kha'Zix Nó sống giờ giờ ra bây giờ thì ui anh <laughs> hay không dành cho SG một tình huống giao tranh cực lỗi tới từ The Only King cực lỗi luôn ạ à. tôi không hiểu sao họ lại đuổi theo ấy con nào suốt để làm cái gì không <laughs> <laughs> và sau cái tên đầu tiên góp mặt ở trong vòng chung kết của chúng ta không ai khác sẽ chính là các thành viên của team SG SG sẽ có mặt ở trong vòng chung kết sau chiến thắng 2-0 trước giờ Only King còn The Only King họ vẫn sẽ còn một cơ hội nữa sẽ có một trận đấu nữa ở dưới nhánh thua để tranh cái vé vào vòng trong. Nếu không thì họ sẽ có cho mình cái top 3 ở trong giải đấu này. Còn một lần nữa thì chúc mừng SG, họ đã có một chiến thắng quá hủy diệt trong hai game đấu thực sự là như vậy. Hai game đấu cực kỳ hủy diệt và đặc biệt là vị trí đường giữa đánh quá tốt những kèo cocky hay là ai. Không thể kể đến người chơi đi rừng có 10 người yêu được, con Kha'Zix này quá lỗi. Nếu mà lần sau đối đầu với SG nên bàn con khá dịch này đi. Cá sâu cũng là như thế. Một cái thế trận mà họ phối hợp quá nhuần nhuyễn đánh cực hay. Chúc mừng SG với tấm vé của mình. Còn The Only King thì không có phép màu nào cho họ cả. Quá đáng tiếc cho The Only King. Còn bây giờ thì rất cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cào đấu này. Chúng ta sẽ còn những cào đấu ở trong tương lai nữa. Tương lai nữa vì vậy có thể anh em có thể ủng hộ bằng cách nhấn like cũng như là share. Um, cái um, Livestream và fanpage Và hẹn gặp lại anh em Ở trong những kèo đấu khác Ở trong tuần này thôi Còn bây giờ thì chúc anh em ngủ ngon Bye bye mọi người Bye bye anh em Mình là Sinh Sợn. Bye bye